Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh đối với hai bị can liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TPT Lan có địa chỉ tại huyện Yên Mỹ. Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1993, trú tại phòng 1911, trung cư Lucky, thuộc khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và phát triển TV Thiland, trụ sở tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và Đỗ Đức Hội, sinh năm 1995, trú tại thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển TV Thiland. Theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra, từ đầu năm 2021 tới trước khi bị bắt, Hai bị can đã ký trên 400 văn bản cam kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng với nhiều khách hàng có giá trị khoảng hơn 200 tỷ đồng. Các bị can cam kết nếu khách hàng đầu tư 50% giá trị chuyển nhượng lô đất vào công ty thì sau từ 2 đến 3 tháng sẽ được hưởng lợi nhuận từ 10 đến 20%. Khi lấy đất, khách hàng sẽ phải trả nốt 50% giá trị chuyển nhượng. Bằng phương thức này, với cùng một lô đất Thanh và Hội đã ký hợp đồng với nhiều khách hàng, sử dụng tiền của khách sau khi trả cho những khách hàng trước khi đến hạn thanh toán. Đến nay công ty còn khoảng 150 khách với số tiền ký hợp đồng là khoảng 150 tỷ đồng chưa được giải quyết và không còn khả năng thanh toán số tiền này.